Xin chào ba mẹ nhé. Hôm nay Baby City làm video review về mẫu cũi tốt nhất thị trường Việt Nam thời điểm hiện tại. Mẫu cũi này của hãng Graco. Hãng Graco thì cũng rất là nổi tiếng về xe đẩy nôi cũi. Hãng này là cũi tốt nhất nước Mỹ đấy ba mẹ ạ. Graco là hãng cao cấp. Kể cả cũi hay là ghế ăn hay là ghế ô tô đều là sản phẩm được đánh giá cao trên thị trường thế giới. Đây là mẫu cũi phân khúc cao cấp. Cũi thì sẽ có đầy đủ hai tầng cơ bản và có một nôi thay tã bỉm này, một nôi rời cho bé nằm chơi. Nôi rời này có thể sử dụng riêng được, tí nữa Baby City sẽ mô tả cho ba mẹ sau nhé. Cũi phụ, cũi có rổ phụ để mình có thể để bỉm. Về thiết kế mẫu cũi này thì rất là chắc chắn, có hai chân phụ ở giữa. Đây, hai chân phụ này ba mẹ này, ở hai bên rất là chắc chắn, lưới thoáng hoàn toàn, chân cong. Ba mẹ nào biết về kỹ thuật một chút thì sẽ hiểu là chân cong sẽ làm cho cũi nó không bị di chuyển nhiều khi bé vận động ở trên cũi ạ. Có cũi có hai bánh xe được giấu kín. Và khi mà mình muốn di chuyển cũi thì mình có thể nhấc phần không có bánh xe lên và mình di chuyển. Bé ở trên cũi mình cũng có thể di chuyển được ạ. Về chất liệu cũi thì dòng cũi này chất liệu tốt nhất ạ. Ba mẹ dùng sử dụng nhiều năm cũng không thấy có sờn rách bao giờ ạ. Riêng phần nôi sơ sinh thì làm bằng chất liệu vải mềm êm. Thiên về bé sơ sinh cho nên là rất là mềm và êm. Hai nôi phụ này thì thường dùng trong giai đoạn bé sơ sinh đến khoảng tối đa 6 tháng thôi, cho nên nó sẽ nhỏ. Chiều rộng của cũi khoảng, chiều rộng lòng bên trong cũi là khoảng 70-69,5 cm, chiều dài khoảng 1m06, khá rộng rãi cho bé được đến 3 tuổi ạ. Bàn thay tã tháo cũng rất là đơn giản ba mẹ nhé. Tấm trắng ở phía dưới là tấm chống thấm. Đây là Baby City đã lắp sẵn rồi. Còn nôi rời là có thể tháo, sau khi tháo là sẽ có chân, mình có thể mang đi đâu cũng được, sẽ đứng được đấy ạ. Đây là điều đặc biệt mà dòng cũi cao cấp mới có, các dòng cũi thông thường là không có ạ. Phần nôi rời cũng có đai. Về chi tiết thì các sản phẩm cao cấp bao giờ chi tiết cũng thiết kế đẹp hơn ba mẹ nhé. Các nút điều chỉnh cũng dễ dàng hơn và ví dụ như trên cũi này thì các nút điều khiển của nó cũng sẽ đẹp hơn các hãng thông thường ạ. Đây là các vị trí của để lắp, mình lắp các nôi phụ. Cũi Graco thì cực kỳ chắc chắn, thuộc loại chắc chắn nhất trên thế giới. Đây là dòng này là dòng cao cấp nhất của hãng. Ba mẹ nhìn các cái bo viền này, không có một khe kẽ nào để cho bé có một sơ sẩy nào xảy ra được đâu ba mẹ ạ. Mà cực kỳ chắc, từng khớp một dày dặn, và mình kể cả mình muốn gỡ ra là cũng không phải đơn giản đâu ạ. Góc mép là không có thanh ria nguy hiểm đâu ạ. Cũi này thì cũng như các cũi gấp thông thường, mình có thể dùng được hai tầng. Tầng 2 khi bé còn nhỏ, khi bé lớn bắt đầu biết bò hoặc biết trèo cũi là ba mẹ nên hạ xuống tầng 1 để cho bé tránh là bé trèo cũi ngã rất là nguy hiểm. Cũi tầng 2 thì hãng Graco chịu tải rất là tốt. Ví dụ như nhà nhiều ba mẹ sinh đôi ấy, có thể mua một chiếc cũi này để cho hai bé nằm theo chiều rộng của cũi vẫn rất là ok. Mình chỉ tránh trường hợp là bé trèo cũi ngã ra bên ngoài, cho nên là mình sẽ hạ chiều cao của cũi. Để hạ chiều cao của cũi thì mình cũng tháo dàn tầng 2 ra rồi hạ tấm đệm bên trên đang màu ghi nè xuống tầng dưới là xong. Đệm cũi Graco thì sẽ là tấm nhựa, cho nên là sẽ không bị cong vênh trong quá trình sử dụng, bởi vì khí hậu Việt Nam mình sẽ có một mùa ẩm. Các cũi mà có tấm đệm bằng giấy ép ấy ạ, thì sẽ rất có khả năng bị cong vênh khi mà bị ẩm ấy ạ. Để khắc phục sự cong vênh này thì ba mẹ có thể là sử dụng hút ẩm nhé.
Đệm sau khi lắp thì cũi rất là rộng rãi và chắc chắn. Có các cái khớp để ba mẹ có thể chốt lại cho đệm nó không bị xê dịch ấy. Tiện video thì Baby City sẽ hướng dẫn ba mẹ cách gấp mở khung cụi chính ba mẹ nhé. Bây giờ cụi đang mở ra như thế này, để gấp thì ba mẹ sẽ tháo cái rổ này trước nhé. Rổ này chỉ gài vào thôi. Đó. Bỏ tấm đệm ở phía dưới ra. Đấy. Bây giờ là mình sẽ, ba mẹ nhìn cái dây đỏ này, mình sẽ kéo dây đỏ lên. Đó. Nó sẽ nhả cái đáy ra. Bây giờ là hạ từng thành một. Để hạ thành thì ba mẹ ấn nút màu kem hơi nhấc lên một chút và hạ xuống. Bốn thành đều làm như vậy. Nếu ba mẹ cảm thấy là nút nó chưa nhả thì mình làm lại nhé. Cúi thiết kế các khớp rất là chắc chắn, hầu như không bao giờ có lỗi lầm gì đâu. Ba mẹ sử dụng theo đúng các bước thì là sẽ yên tâm ạ. Sau khi gấp lại thì cúi sẽ rất là gọn như thế này. Ba mẹ muốn mang đi thì mình sẽ quấn vào cái tấm đệm vừa rồi nhá, là sẽ rất là gọn gàng. Gia đình nào mà hay có nhu cầu di chuyển từ nhà nội sang nhà ngoại, hay là mình mang bé đi du lịch ấy ạ, thì rất là tiện. Gọn như một bó củi. Gọn hơn túi gậy gốc của ba mẹ rất là nhiều. Hàng nguyên hộp là sẽ có một cái túi vải, ba mẹ có thể cho túi vải ấy, để mình không bị rơi phụ kiện đi. Khi mà mình sử dụng rồi thì cái bìa cắt tông đựng ban đầu là mình sẽ không dùng tới nữa ạ. Rồi ạ, giờ bây giờ mình có thể xách đi đâu cũng được ạ, rất là tiện. Túi của cũi thì vừa tất cả các cốp ba mẹ nhé. Đây là mẫu cũi đã trưng bày tại Baby City rồi. Baby City sẽ hướng dẫn ba mẹ cách lắp thân cũi chính nhé. Cái tấm bọc ngoài này sẽ là tấm đệm này ba mẹ này. Bây giờ để mở thân cũi chính thì mình sẽ mở từng thành một. Ba mẹ mở từng thành bằng cách là nhấc ở giữa các thành lên. Sau khi căng đủ 4 thành. Sau khi căng đủ 4 thành thì mình sẽ nhấn phần chỗ dây đỏ xuống. Cũi thiết kế rất là thông minh, sau khi mình nhấn xuống thì cũi rất là chắc chắn. Ba mẹ làm theo đúng bước là sẽ thành công. Ba mẹ tìm một chiếc cũi tốt cho bé tới Baby City nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các ba mẹ trong các video sau.